Hi, xin chào các bạn, mình Natalie Chủ đề ngày hôm nay mình gửi đến các bạn đó là Vũ trụ nôn nóng gửi thông điệp gì đến bạn Wow, rồi chúng ta chọn tụ luôn nhé Đây là các bạn tụ 1 Tụ 2 Và các bạn tụ 3 Rồi các bạn chọn nhé mình sẽ vào phần trả bài cho các bạn tụ 1. Xin chào các bạn tụ 1, chúng ta nói về chủ đề là vũ trụ đang nôn nóng gửi thông điệp gì đến bạn. Wow, các bạn có thông điệp là I choose love no matter what. À, ở đây mình đang thấy là tôi lựa chọn tình yêu cho dù có là chuyện gì xảy ra đi nữa cho dù là đang đối diện với tình huống như thế nào hoặc là tình huống đó phức tạp như thế nào mình thấy là năng lượng của các bạn tụ một đã đạt đến một cảnh giới vô cùng tuyệt vời rồi bởi vì giống như các bạn đã thấu hiểu à, những giai đoạn thử thách nó mang ý nghĩa gì cho chúng ta những bài học gì và cho chúng ta những sự phát triển gì và bạn đã trưởng thành hơn như thế nào trong cái giai đoạn thử thách và cái giai đoạn thử thách đó đã lôi được sức mạnh của các bạn ra như thế nào à, cũng như là à, đã làm cho tinh thần của các bạn vững mạnh lên như thế nào à, và trong những cái tình huống thử thách thì các bạn đã thấu hiểu à, cho hoàn cảnh cho những sự thay đổi nó là một trong những tính chất của cuộc đời này à, và những sự đi qua những sự thử thách À, các bạn có kinh nghiệm nhiều hơn, à, có kinh nghiệm để phát triển bản thân, có kinh nghiệm để thấu hiểu được cho những người thương, người thân, bạn bè, đồng nghiệp của mình nhiều hơn. Cho nên mình mới nói là các bạn tụi một đạt đến một cảnh giới tuyệt vời nằm ở chỗ là à, bây giờ có là trong hoàn cảnh nào, à, cái hoàn cảnh đó nó có nó phức tạp như thế nào, hoặc là các bạn đang tiếp xúc với ai. À, đang tiếp xúc với một công ty một tổ chức một tập thể à, đồng nghiệp bạn bè như thế nào à, dẫu là có có những sự drama như thế nào hoặc là bạn đang đối diện với người yêu người thương của mình à, và trong khoảng thời gian vừa rồi có là bao nhiêu sự mâu thuẫn hay là hiểu lầm à, hay là bao nhiêu những sự à, tranh luận tranh cãi hoặc là các bạn đã có những thử thách trong tình yêu của các bạn rồi thì cho dù là các bạn trải qua những chuyện đó Nhưng mà đến thời điểm này à, Các bạn vẫn lựa chọn tình yêu Tức là các bạn lựa chọn Cái sự lắng nghe và cái sự thấu hiểu uh, Với mọi người Cũng như là các bạn lắng nghe Và thấu hiểu Cuộc sống nó luôn là những cái biến động Và chúng ta phải thích ứng với những sự biến động đó Có nghĩa là bạn đã Đặt cái sự thấu hiểu vào Và bạn lựa chọn tình yêu ừ. Cho nên nếu như các bạn Đang có sự mâu thuẫn À, trong đời sống hôn nhân hoặc là tình yêu Mình vẫn thấy là bạn lựa chọn tình yêu Thì có nghĩa là tình yêu chiến thắng được những sự thử thách Tình yêu chiến thắng được cái sự mâu thuẫn Hoặc những sự trái ngược à, Trong tính cách giữa hai người Có nghĩa là tình yêu vẫn thắng đó, Chứ không phải là những nghịch cảnh thử thách Là đánh gục các bạn đâu Và ngược lại các bạn đánh gục những sự khó khăn thử thách Rồi cho dù cái tình huống, cái hoàn cảnh các bạn đang mắc kẹt À, là các bạn vẫn còn gặp những cái sự vất vả, những cái sự khó khăn trong cái vấn đề về công việc, về công danh, về tiền bạc đi chăng nữa. Bạn vẫn lựa, lựa chọn tình yêu có nghĩa là bạn đang lựa chọn vào trong cái giải pháp, à, bạn tập trung vào trong cái giải pháp để xử lý được vấn đề chứ bạn không có tập trung vào vào cái nguyên nhân nữa. Dẫu nó là nguyên nhân gì, à, dẫu là bạn có phạm sai lầm thì bạn cũng lựa chọn là tha thứ cho bản thân hoặc À, là yếu tố khách quan từ cái hoàn cảnh tác động đến. À, thì đó là một cái yếu tố chung và ai cũng bị ảnh hưởng. Cho nên bạn đặt sự thấu hiểu vào đây. Cho nên bạn không còn đóng vai trò là nạn nhân. Có nghĩa là bạn không tập trung vào sự khó khăn nữa. Mà bạn tập tập trung vào cái giải pháp. À, và để tiếp tục nha. Chúng ta có I find a deeper meaning. À, tôi đã tìm thấy ý nghĩa sâu sắc. À, với sự phát triển cá nhân à, à, trong cái cái sự um, giữa những sự à, giữa những sự không hài lòng đó có nghĩa là cái khoảng thời gian vừa rồi á nó có là không hài lòng như thế nào à, nó khiến cho các bạn bị hỗn loạn hoặc là phải nhìn lại vào bên trong của mình như thế nào thì mình vẫn thấy là personal growth tức là đã có những cái sự phát triển cá nhân mà bạn đã nhìn thấy rõ, bạn thấy được bản thân của mình trưởng thành như thế nào, à, bản lĩnh lên như thế nào, trải nghiệm và thấu hiểu như thế nào, và các bạn đạt đến cái sự sâu sắc như thế nào, thì đối với trường hợp này là các bạn đã thấy nhiều nhiều cái sự cái lợi nhiều hơn là cái hại rõ ràng là à, bạn thấy mình phát triển lên quá nhiều và và có thể là có một số trường hợp các bạn thì các bạn có thể thành công đang thành công hoặc một số thì vẫn còn là đi tìm cái giải pháp nhưng mà bạn đã lấy được cái niềm vui lấy lại cái niềm vui và cái hạnh phúc rồi à, bạn đã trao quyền lại vào trong bản thân để mà đi tìm cái giải quyết rồi bạn chỉ tập trung vào giải quyết vấn đề mà thôi tập trung vào sự phát triển cá nhân mà thôi à, chứ các bạn không có còn à, tập trung vào tiêu cực hay hay là cho rằng mình là nạn nhân nữa à, cho thấy là À, bản lĩnh của các bạn cao hơn rất là nhiều và các bạn đạt đến cái sự sâu sắc tinh tế rất là nhiều tiếp tục nha chúng ta có Alfred đã à, tôi nhận ra rằng tôi đã từng lựa chọn sự sợ hãi à, và bây giờ tôi đã chọn lại rồi và tôi lựa chọn tình yêu <laughs> cực kỳ là kết nối với các bạn luôn á à, ở đây là các bạn sáng suốt hơn tỉnh táo hơn các bạn được gia tăng trí tuệ hơn rất nhiều à, vũ trụ muốn nói là đã thấy đã công nhận á, một cái sự kết nối à, giữa giữa bạn với lại vũ trụ á, tức là trí tuệ của các bạn nó đã phát triển cao hơn à, bạn đã nhìn thấy được những cái điều mà bên dưới cái bề mặt của vấn đề á, bạn không còn là suy nghĩ ở phía trên bề mặt những sự suy nghĩ nông cạn mà các bạn à, đã suy nghĩ bên dưới bề mặt có nghĩa là suy nghĩ một cách sâu sắc và càng suy nghĩ sâu sắc bao nhiêu thì các bạn lại, đạt, lại càng phát triển cái tình yêu thương à, trong con người của các bạn lên bấy nhiêu và như thế là um, các bạn đã chiến thắng được à, những sự sợ hãi bấy nhiêu theo thời gian cái sự sợ hãi trong con người của các bạn là giảm dần đi theo thời gian cho đến thời điểm này chưa hẳn là giảm được um, chưa hẳn là nó biến mất cái sự sợ hãi biến mất có nghĩa là nó giảm đi một trăm à mình vẫn còn thấy là một chút sự sợ hãi nhưng mà cái điều đó nó không có đủ mạnh không có đủ mạnh mà có thể làm các bạn à, bị mất tập trung bị đi trật cái đường ray nữa à, nó chỉ có thể làm cho các bạn vào một khoảnh khắc nào đó trong ngày bị dao động cảm xúc mà thôi các bạn có the, the Far The Gate Born Step Forward Wow cái này là một cánh cổng lớn à, một cánh cổng lớn đã mở ra với cuộc đời các bạn ha và hãy mạnh dạng tiến về phía trước mình đang thấy là vũ trụ muốn nói um, các bạn bước vào một cái giai đoạn mới uh, những cái cơ hội mới đến với cuộc đời của các bạn rất là nhiều uh, và nó khác quá nhiều so với trước kia uh, khác quá nhiều tại vì bây giờ uh, là các bạn đã trở thành một cái phiên bản của độc lập và trưởng thành uh, cho nên cho nên là những cái gì nó mang tính chất của lớn của quan trọng À, mang tính chất của cái là vô cùng vô cùng thật á, người thật, việc thật là tức là mang tính chất của cái việc gọi vô cùng ý nghĩa là đã mở ra với các bạn rồi và bây giờ vẫn còn một chút gì đó sự sợ hãi ở bên trong các bạn á thì các bạn phải làm một cái cách nào đó mà chiến thắng hoàn toàn luôn cái sự sợ hãi một chút sự sợ hãi còn lại và các bạn hãy thật là mạnh dạng để tiến về phía trước ừ. cho nên đây là một giai đoạn khác hoàn toàn trong cuộc đời của các bạn ha ừ. một giai đoạn mà giống như các bạn được trao những cái cơ hội lớn được trao những cái vai trò trách nhiệm những cái công việc những cái sứ mệnh mà lớn hơn rất là nhiều à, nó tương xứng với cái nguồn năng lượng là bạn nha bằng mạnh mẽ bao nhiêu à, đó ừ. rồi để mình tiếp các bạn có Sky writing the face oh thật tuyệt vời luôn á cái thông điệp này nó mang một cái ý nghĩa đó là bạn hãy viết lại cái câu chuyện cuộc đời mình à, giống như định mệnh của bạn á, bắt đầu từ bây giờ là bạn viết ra cái định mệnh của bạn á à, bạn là người mà quyết định cao nhất người quan trọng nhất với bạn là người mà có quyền ra quyết định cao nhất với bản thân của các bạn à, cho nên à, bạn không có phải là ở trong một cái giai đoạn á, định mệnh là gì định mệnh là cái gì đó sắp đặt cho bạn thì nó không có phải là như vậy mà cái thông điệp này muốn nói định mệnh của bạn là do bạn viết ra câu chuyện cuộc đời mình ví dụ như bây giờ bạn muốn sống một cuộc cuộc đời như thế nào bạn muốn làm nên những ý nghĩa gì à, muốn để lại điều gì cho cuộc đời này thì chính bạn là cái người mà sẽ suy nghĩ ra bạn suy nghĩ ra xong rồi bạn bắt tay vào bạn làm bạn bắt bạn bắt tay vào bạn làm rồi thì sẽ có nguyên một cái đội ngũ của thiên thần và vũ trụ đó sẽ hỗ trợ các bạn và bạn sẽ thấy rõ cái sự hỗ trợ này khi mà bạn mạnh dạng làm à, tức là bạn mạnh dạng trao quyền cho bản thân để viết nên câu chuyện cuộc đời mình á. chứ không phải là bạn trao cái số phận của mình vào tay của một ai khác um, um, vào bất kỳ người nào hoặc là bạn để cho cái số phận của mình nó cứ trôi dạt đó. mà bạn phải là cái người chủ động lèo lái cuộc đời mình bạn muốn phát triển như thế nào bạn muốn làm gì à, chính bạn là người có quyền quyết định cao nhất đấy à, và bạn phải chủ động làm rồi à, thì sẽ có cái sự hỗ trợ ừ. và đó các bạn rồi rồi trong cái quá trình bạn làm đó thì sẽ có cái sự tương tác giữa bạn với lại vũ trụ và thiên thần đó. chúng ta có benefactor e Wow, Ross and Generosity. Thông điệp này là vui xuất sắc luôn đó. mình thấy á. Các bạn sẽ có so à, sẽ có true love. À, đây có thể đã là vợ, là chồng của bạn rồi. Nếu bạn đã kết hôn, à, còn không thì đây là người yêu của bạn. Còn nếu bạn đang độc thân thì bạn sẽ sắp sửa rồi. Bạn sẽ gặp một cái người đồng hành cùng với bạn nhé. Tức là so là true love của bạn sắp xuất hiện. À, nếu hiện tại bạn còn đang độc thân. Đó thì mình thấy làm bạn vô cùng hạnh phúc luôn à, hạnh phúc trong cái gọi là có đôi có cặp rất là nhiều và chính cái điều này lại càng làm cho mấy bạn càng hạnh phúc hơn nữa à, lại là một trong những cái động lực mà khiến cho các bạn cười nhiều vui nhiều hạnh phúc nhiều à, với cuộc sống có nghĩa là cuộc sống bây giờ là tràn đầy của cái việc á, à, bạn hạnh phúc với cuộc sống bạn hòa nhập với cuộc sống rất là nhiều cho dù hiện tại bạn vẫn còn đang xử lý những việc À, nhỏ nhỏ từng bước một hoặc là hiện tại bạn đã đang đảm nhận những cái việc lớn rồi thì mình thấy là à, dù dù là việc nhỏ hay việc lớn gì chăng nữa thì cũng đều gây cho các bạn một cái cảm giác vui và hạnh phúc như nhau à, bởi vì bởi vì các bạn cảm thấy là bản thân của mình có được cái sự trọn vẹn rồi á giống như bạn thấy là mình đã được u được ưu uh, đãi nhiều quá rồi cho nên là đến lúc các bạn là có cái gọi là bạn muốn cống hiến á. À, bạn muốn cống hiến dù là bạn được đảm nhận cái việc lớn hay là bạn à, làm việc nhỏ thì bạn vẫn thấy là rất vui thì đây là cái thời điểm mà à, bạn sẽ có Cái sự phát triển à, rộng lớn hơn à, cái sự nở rộ hơn đó trong cái nhiều khía cạnh nhé các bạn hoặc là bạn đang thấy là cái công việc nó đang phát triển rộng lớn hơn hoặc là các bạn sẽ có những cái nguồn thu nhập lớn hơn rồi và ngược lại về phía bản thân của các bạn là các bạn đang thấy trân trọng tất cả những gì mà các bạn đang có các bạn trân trọng tất cả những gì mà các bạn được giống như các bạn cảm thấy là các bạn được được, được ưu tiên á được vũ trụ ưu tiên trao cho các bạn các bạn trân trọng những gì mà đang diễn ra đang trân trọng những gì mà các bạn đang có rất là nhiều wow à, Ở đây mình thấy có cái vương, vương miễn nha Vương miễn là bạn được công nhận, bạn được tôn vinh ừ. Đó, bạn được người ta nể đồ rất là nhiều Rồi Các bạn có ba gậy nè Ba gậy là bạn vẫn còn muốn phát triển nữa Và ở đây các bạn có bảy kiếm Ừ và các bạn có 7 ly mình đang thấy nha năm này sẽ một là một năm mà đầy cái sự cám dỗ với các bạn tụ một tức là các bạn sẽ có nhiều cơ hội nhiều cơ hội vươn xa nhiều cơ hội phát triển à, nhiều những cái cái điều mà bạn thấy giống như bao nhiêu những cái giấc mơ những cái sự mong ước là đến với các bạn à, nhưng mà trong đó nó có nhiều những cái sự cám dỗ cám dỗ ở đây là gì bởi vì các bạn vẫn còn bảy kiếm mà Bảy kiếm có nghĩa là bạn cần phải làm việc với bản thân của mình nhiều hơn nữa Vì sao? Để các bạn phải đưa ra những sự rõ ràng cho bản thân Ở đây thấy á, trí tuệ của các bạn rất là cao Cũng như là cái khả năng của các bạn lớn à, Cũng như là những kỹ năng kiến thức của các bạn khá là đa dạng Cho nên bạn có thể đảm nhận nhiều những vai trò trách nhiệm Bạn có khả năng phát triển nhiều thứ Thế nhưng mình vẫn thấy bảy kiếm kết hợp với bảy, bảy cốc thì nó cho thấy là bạn chưa chưa gọi, bạn đã hiểu bản thân nhưng mà chưa phải gọi là hiểu bản thân quá nhiều á chưa gọi là hiểu chưa hiểu đủ về bản thân cho nên với các bạn tuần một cần làm việc với bản thân nhiều hơn cần phải cho bản thân của các bạn có khoảng không gian riêng thời gian riêng để bạn phải suy ngẫm thật kỹ càng về bản thân của mình nhiều hơn đâu là những gì mình thật sự muốn hướng đến đâu là con người mình thật sự muốn trở thành và khi các bạn muốn mở rộng phát triển cái công việc cái sự nghiệp của các bạn thì à, tất cả những cái việc đó có phải là nằm trong cái công việc bạn yêu thích hay không, bạn đam mê hay không, bạn muốn cống hiến hay không, ừ. hay đó là sự cám dỗ hay đó là là cái sự tham vọng đó các bạn cần à, rất là vậy thì bây giờ mình phải làm sao tức là các bạn tụ một cần cho các bạn khoảng không gian riêng thời gian riêng để các bạn phải có đủ sự tĩnh lặng à, khi cái sự tĩnh lặng đủ đầy thì những gì được gọi là thật nhất của bạn phù hợp nhất của bạn nó sẽ nổi bật lên à, và bạn sẽ bạn sẽ ra quyết định lựa chọn những cái sự lựa chọn một vô cùng hợp với các bạn và các bạn có thể phát triển à, xa có thể phát triển chuyên sâu vào trong cái sự lựa chọn đó uhm, và có một cái nữa là các bạn đừng có ôm đờm á, à, đừng ôm đờm và đừng nóng vội cứ để cái sự việc nó phát triển từ từ rồi trong cái lúc từ từ đó dành nhiều thời gian để mà suy ngẫm à, thì các bạn sẽ ra được cái gọi là phù hợp nhất à, với bản thân của các bạn. cho nên sẽ có những cái giai đoạn á à, không có cơ hội nào cũng làm cho chúng ta mệt phải suy nghĩ nhiều nhưng mà có những cái giai đoạn mà có quá nhiều cái cơ hội như các bạn tuần một á thì cũng khiến cho các bạn đau đầu các bạn có Chase rồi cuộc sống của bạn đầy những sự thú vị à, thử thách và cuộc hành trình rewarding reward được nhận phần thưởng hả ta à? rồi bạn bạn đến đây để học những kinh nghiệm và để để dạy để truyền cảm hứng những gì xảy ra xung quanh bạn đó là một phần của cái gọi giống như là là những việc mà nó nó vốn là đáng để xảy ra với các bạn với mỗi bước à, với mỗi một bước như vậy thì bạn sẽ tăng cái trí thông minh của bạn và cũng như cái sự thấu hiểu sâu sắc của các bạn ừ, cái này thì đây đây là một cái sự khẳng định lại thôi tức là những gì mà xảy ra với các bạn á đều là hữu ích cho các bạn đều là hữu ích bởi vì nó khiến cho các bạn trở thành một cái phiên bản tuyệt vời hơn uhm. đó và mình cảm thấy nữa trong cái thông điệp này còn ý muốn nói với các bạn á khi mà chúng ta đã học được những bài học xuất sắc rồi thì sau này các bạn tụi một sẽ là những người truyền đạt lại truyền đạt lại à, có nghĩa là đến lúc các bạn sẽ phục vụ cống hiến và để để lại điều gì đó cho cuộc đời cũng như là các bạn sẽ có những cái truyền nhân á, à, cho cuộc đời. Rồi mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tụ 1 Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn hãy like đăng ký kênh. À, mình xin chào các bạn. Xin chào các bạn tụ hai chúng ta nói về chủ đề đó là vũ trụ nôn nóng gửi thông điệp gì đến bạn các bạn tụ hai có thông điệp là my my voice speak louder louder than my words ở đây muốn nói là đây là giai đoạn mà tần số rung động tần số năng lượng của các bạn tuổi hai à, đang trong giai đoạn mà tăng lên phát triển lên rất là nhiều bạn đang nâng cao tần số năng lượng của bạn và cái thần thái của bạn cái khí chất của bạn cái hào quang của bạn à, đó là nó gây tác động đến người khác ảnh hưởng người khác nhiều hơn là những gì mà bạn nói cho nên cái việc à, lời nói hay cỡ nào nó cũng không đều không là quan trọng cả quan trọng là cái con người ta à, và đây chính là một cái thông điệp tuyệt vời mà vũ trụ gửi đến cho các bạn tụ hai à, đó chính là con người của các bạn các bạn đã à, nâng cao đã thành công trong cái việc nâng cấp tần số năng lượng của các bạn lên rất là nhiều à, và chính cái việc mà các bạn nâng cao tần số năng lượng đó cái nguồn năng lượng tốt của các bạn à, cái hào quang cái thần thái mọi thứ của các bạn á là gây ảnh hưởng lên người khác rất là nhiều. Ừ. Rồi để chúng ta tiếp nữa nha. Các bạn có thông điệp là joy is the ultimate creator. Niềm vui là là nhà sáng tạo, là sự sáng tạo tối ưu nhất của cuộc sống hả? Cái này. Đây là một cái thông điệp á. À, mà cho thấy đây là cái khoảng thời gian mà các bạn tần số năng lượng càng cao thì các bạn sẽ cảm thấy là bản thân của mình vui hạnh phúc à, một cách nó rất nhẹ nhàng và tự nhiên tự nhiên là các bạn có xu hướng à, tràn ngập cảm giác tràn ngập đó là vui và các bạn hạnh phúc rất là nhiều à, và các bạn cảm thấy là mình tăng cái khả năng sáng tạo lên rất là nhiều à, và và khi mà tần số năng lượng cao các bạn hướng bản thân của các bạn ra bên ngoài à, thì các bạn lại thấy cũng là những cảnh vật đó cũng là những con người đó nhưng khi mà các bạn nhìn vào họ do cái suy nghĩ của các bạn đã thay đổi cho nên các bạn à, nhìn mọi người nhìn mọi cảnh vật các bạn đều thấy có cái sự tươi mới à, và các bạn thấy cái niềm vui cái sự hạnh phúc ở trong đó à, đây là khoảng thời gian à, hoặc là các bạn sắp đạt đến cái giai đoạn này là các bạn sẽ sẽ không còn nhìn nhìn mọi việc ở xung quanh hay là làm những việc thông thường mà với một cái cảm giác được gọi là nhàm chán à, với một cảm giác được gọi là mệt mỏi nữa mà các bạn làm mọi việc và tiếp xúc với mọi người nếu có thể thì à, các bạn sẽ luôn có một cảm giác rất là tươi mới à, các bạn sẽ thấy cứ mỗi một ngày trôi qua như vậy rõ ràng là bạn đã có đã có những sự sáng tạo trong tất cả những việc mà bạn làm cũng như là bạn đã sáng tạo hơn trong cái cách mà bạn giao tiếp với mọi người à, dẫu cái sự sáng tạo đó là nhỏ nhất đi chăng nữa à, nhưng mà nó cũng làm cho cái số phận với cuộc đời của các bạn khác đi rất nhiều cũng như là cái nguồn năng lượng này của các bạn á, tác động lên người khác làm cho làm rơi rớt những hạt giống niềm vui và hạnh phúc à, vào trong cái, cái mọi người chịu ảnh hưởng từ bạn rất là nhiều và do đó là họ đã giống như bạn tưới tắm những cái hạt giống vui hạnh phúc tưới tắm những cái hạt giống mà bạn kéo tinh thần của mọi người kéo cái tần số năng lượng của mọi người cao lên là bạn đã có cái sự rơi rớt tưới tắm cái hạt giống này vào cho mọi người ừ. rồi ở đây chúng ta có khi tôi chấp nhận tình yêu vũ trụ à, như là một người thầy đầu tiên à, tôi sẽ luôn được dẫn dắt bởi ánh sáng ừ, có nghĩa là đây là một cái thông điệp mà cho thấy ấy, khi mà bạn đã chấp nhận được à, tình yêu từ vũ trụ thì rõ ràng là bạn thấy được bạn cảm nhận được rõ ràng thực tế cái sự ủng hộ à, bảo vệ sự yêu thương từ vũ trụ dành cho các bạn rất là nhiều À, và các bạn cảm thấy rằng vũ trụ luôn hướng các bạn đi về con đường đầy ánh sáng, à, luôn hướng các bạn đi về con đường mà các bạn lấy lại được những sự tự tin của mình, à, hướng các bạn đi về con đường mà nơi đó các bạn cảm nhận được sự may mắn và các bạn cảm nhận được là các bạn giải quyết được vấn đề, à, hướng các bạn đi về con đường có cái sự hanh thông đó, uhm. rồi để anh. từ từ nha các bạn. À. Ở đây ấy, nó còn mang một cái thông điệp là tự nhiên giống như có cái điều gì đó đến với các bạn tuần hai trong cái khoảng thời gian này à, đến một cách rất là nhẹ nhàng rất là tự nhiên à, điều gì đó đã tưới tắm vào trong người các bạn làm cho các bạn à, tập trung lại vào bản thân à, và các bạn tập trung các bạn phát triển bản thân rất là nhiều. À, các bạn tập trung vào điều tích cực rất là nhiều và cái điều này đến với các bạn tuổi hai trong khoảng thời gian này vô cùng là tự nhiên à, cho nên là bạn đang nâng cao tần số năng lượng của bạn lên rất nhiều và khi bạn đã bước lên cái tần số năng lượng cao đó các bạn nhìn lại về quá khứ nhìn lại về tất cả những việc đã qua nhìn lại về tất cả những cái sai lầm mà trước kia bạn cho rằng của người hay của ta thì bạn đều thấy là mọi chuyện nó khác đi rất là nhiều à khi lúc này đây thì các bạn tụi hai sẽ thấy thì ra khi mình còn đang ở trong tần số năng lượng thấp rồi mình nhìn nhận mình phán xét, mình đánh giá cái sự việc nó khác quá trời khác và khi mình ở tần số năng lượng cao thì bạn lại nhìn nhận đánh giá cái sự việc nó quá khác và lúc này đây là tự nhiên bạn mỉm cười với tất cả. Mỉm cười với tất cả dẫu là sai lầm của ai thì nó cũng đều không có là quan trọng á, tự nhiên bạn thấy nhẹ nhàng, thấy vui và bạn mỉm cười và bạn thấy là bạn đã bạn đã phát triển được tấm lòng của mình có sự rộng lớn hơn rất là nhiều bởi vì cuộc đời nó còn bạn thấy là cuộc đời nó còn quá nhiều điều tuyệt vời, quá nhiều cái đẹp trong cuộc sống. Và khi khi bạn hướng ra cái sự rộng lớn hơn thì tự nhiên bao nhiêu những cái được gọi là tiêu cực những cái gọi là bạn đã cho rằng bạn bị mắc kẹt vào trong một ai đó hoặc là mắc kẹt vào trong một tình huống nào đó tự nhiên là bạn thấy cái sự việc đó sao mà nó nó rất là nhỏ nhoi nó nhỏ nhoi và từ từ những cái tổn thương những cái tiêu cực đó nó, nó hòa loãng vào trong không khí giống kiểu như nó tan biến dần đi tức là các bạn sẽ không có còn một cảm giác khi nhìn lại tất cả những việc đã qua mang cái tính chất của cái sự nghiêm trọng nữa mà bạn thấy nó nhẹ nhàng rồi chúng ta có thông điệp gith web connectivity sóc nha mình thấy á đều tuyệt vời đến với các bạn tù hai à, đó chính là sự gia tăng về các kết nối của bạn à, có nhiều những cái kết nối đến với các bạn à, đây là giống như là bạn thu hút nhiều những cái sự kết nối với các bạn Hoặc là các bạn là có những cái sự suy nghĩ khác đi à, Tư duy của các bạn là một cái tư duy cởi mở à, Mình thấy là các bạn cho bản thân của mình Cơ hội để gia tăng nhiều sự kết nối trong cuộc đời của các bạn à, Kết nối với những người mà các bạn đã cho rằng trong, trong vùng an toàn à, Những người mà các bạn cho rằng cùng những cái tính cách Cái nền văn hóa quen thuộc Bây giờ các bạn có sự khác đi À, các bạn kết nối với những người có thể là trái tính trái nết các bạn kết nối với những người à, khác biệt với các bạn à, kết nối với những người ở những nền văn hóa khác nhau mình đang thấy là nhiều cái sự kết nối đến với các bạn rất nhiều rồi ở đây còn là các bạn kết nối với vũ trụ với thiên nhiên mình thấy là các bạn đang à, cái năng lượng của các bạn đang đi về những sự kết nối rất là nhiều các bạn rồi đi tiếp nha À, đây chúng ta có Well Song uh, Resonating cộng hưởng uh, cái này nó mang cái ý nghĩa là vừa mang cái ý nghĩa là chữa lành trong đây có rồi ý nghĩa của khả năng uhm, từ, từ 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 chờ mình tí nha Nhiều, nhiều cái ý nghĩa tuyệt vời ở trong đây đó các bạn à, mà mà cái ý nghĩa trong đây nó mang cái ý nghĩa là chữa lành sâu sắc kết nối sâu sắc à, cũng như là các bạn hiểu con người và sự việc à, mà cái cách các bạn hiểu khác đi rất nhiều hiểu một cách sâu sắc hiểu một cái sự tinh tế hiểu được cái cái bản chất của sự việc à, tức là các bạn cái hiểu của các bạn giờ này nó nó vượt ngoài những cái sự sự nông cạn bề ngoài à, mà cách hiểu của các bạn nó đang là hiểu những phần được ẩn giấu, bị chìm ở bên dưới. Cho nên các bạn thấy khi có một sự vật, sự việc nào đó, hay hay hành động của một người nào đó, à, hay lời nói của một người nào đó thì chắc chắn cái nguồn gốc của nó không phải là những gì nông cạn bề ngoài như những gì chúng ta nhìn thấy, mà mà nó có nguyên nhân sâu sắc, à, sâu ở đứa trẻ bên trong á, và chúng ta phải là người Lắng nghe sâu sắc thì chúng ta mới có thể hiểu được Cái động lực à, của những sự vật Sự việc con người xảy ra Ở đây các bạn có perfect storm The correct To step into life à, Ở đây á, Có những cái cơn bão Mà làm cho chúng ta sợ hãi Có những cái cơn bão à, Mà làm cho chúng ta bị rối loạn à, Làm cho chúng ta bị à, Mất đi cái sự tập trung và làm cho chúng ta đôi khi sẽ ra những cái quyết định nó không có được tốt nhưng với các bạn tuần 2 thì khác mình thấy là các bạn tuần hai á, là à, cái cơn bão mà đi qua cuộc đời của các bạn á, nó được gọi là một cái cơn bão hoàn hảo à, vô cùng bởi vì sao bởi vì cái cơn những cái cơn bão mà đã từng đi qua cuộc đời các bạn á, thì à, đã làm cho các bạn là gia tăng cái sự dũng cảm can đảm mạnh dạng mà mà các bạn gọi là đối phó với cuộc sống rất là nhiều cái cơn những cái cơn bão đó làm cho gọi là gọi là khám phá được nhiều những cái sức mạnh ở bên trong của các bạn rất nhiều cái cái sức mạnh đó là gì cái sức mạnh độc lập cái sức mạnh mà bạn bạn có thể là những ông chủ bà chủ cho chính bản thân các bạn chứ các bạn không cần phải dựa vào người khác và những cái cái cơn bão vừa rồi nó làm cho các bạn là gia tăng trí tuệ nên làm cho các bạn lý trí hơn và làm cho các bạn gọi là tinh thần sắt thép hơn rất là nhiều cho nên có những cái cơn bão mà đâu phải đến để mà nó nó phá hoại đâu có những cái cơn bão nó đến làm cho nó gọi là quét sạch đi những bụi bẩn à, cho nên làm cho những gì được gọi là sáng nhất sạch nhất nó nổi bật lên Rồi, các bạn có king of cups, oh, vua nước nha các bạn có seven of Worms bảy gậy à, các bạn có the empress oh my god tuyệt vời ở đây mình thấy có một cặp đôi à, xuất sắc nha có một cặp đôi tuyệt vời một bên là vị vua nước còn một bên là the empress à, thì mình thấy là ừ, ở đây á ừ, ở đây mình thấy là cặp đôi của các bạn mình thấy ở đây có một cặp đôi năng lượng đều là những nguồn năng lượng tuyệt vời hết một bên là năng lượng của vị vua nước là một người mà có emotional intelligence đó. tức là một người mà có trí tuệ về cảm xúc rất là cao một người có khả năng à, kiểm soát được cảm xúc thấu hiểu tâm lý à, và đó và một người là điều empress đó các bạn điểm press là một người mang mang ý nghĩa của cái sự nuôi dưỡng rất là nhiều và cái sự lạc quan và cái sự lạc quan và cái việc hướng đến cái sự phát triển rất là nhiều nguồn năng lượng rất là tích cực ừ. Mình thấy là cặp đôi cặp đôi này của các bạn này, các bạn có thể là vợ là chồng với nhau rồi hoặc là à, hoặc là các bạn là những người yêu nhau à mình thấy là cái có cái bẫy gậy chèn giữa hai bạn á Bẫy gậy chèn giữa hai bạn thì uh, Có những sự đã từng là Giữa hai bạn tức là có từng có những um, Cũng có những cái sự tranh cãi, những cái sự mâu thuẫn Nhưng mà Nhưng mà các bạn cũng Gọi là Biết cách bảo vệ bản thân um, Bảo vệ Bảo vệ những cái ý kiến uh, của mình á để mình thêm nha. <laughs> nhưng mà hiện tại trong mối quan hệ của các bạn á mình thấy năng lượng nó rất là nhẹ nhàng và năng lượng của cái tình yêu thương rất là nhiều à, năng lượng của cái việc mà ai cũng là những người mà rất là tin tưởng vào trong bản thân của các bạn à, tin tưởng vào bản thân và mình thấy là hiện tại cả hai bên luôn cả hai bên trong cặp đôi của các bạn đều tót ra cái nguồn năng lượng của cái niềm vui với cái sự lạc quan hết Các bạn có 10 kiếm. Ừ, các bạn có editist. ở đây thì mười kiếm tức là những chuyện mà đã qua đó các bạn những chuyện đã qua của một trong hai các bạn ừ, để mình xem có, có những cái sự mệt mỏi cả về con tim lẫn trí óc luôn trong cái khoảng thời gian vừa rồi à, chứng tỏ là các bạn có nhiều những cái suy nghĩ đến cái tình cảm và có nhiều những cái suy nghĩ rất là nhiều à, đến cái việc mà các bạn giữ sự cân bằng của nhiều sự việc trong cuộc sống giống như nhiều áp lực dồn lại trong một thời điểm của một trong hai của một trong hai nhưng mà các bạn đã vượt qua xuất sắc cái giai đoạn đó rồi á à, đến cái giai đoạn giai đoạn sau này là cả hai bên luôn đều là hướng về cái việc phát triển công việc sự nghiệp rất là nhiều và các bạn cũng có những cái sự thành công nhất định trong cái công việc của các bạn bởi vì sao? Bởi vì mình thấy được cả hai bên á là tập trung vào trong cái việc mà các bạn thông thạo tay nghề của các bạn rất nhiều và cái sự tập trung của các bạn rất là cao độ bởi vì các bạn là những người mà đối với trong công việc các bạn cực kỳ có cái sự nghiêm túc vào trong công việc. Thì mình thấy được cái diễn tiến tiếp theo á à, là các bạn gọi là làm việc chung với nhau, các bạn có những cái sự đoàn kết với nhau và nhiều trường hợp ở đây là các bạn gọi là về chung một nhà thành lập một thành lập một gia đình với nhau và gia đình của các bạn cũng sẽ có những cái công việc riêng à, tức là có những cái công việc mà những thành viên trong gia đình là có các sự hợp sức lại làm việc với nhau á cho nên cặp đôi trong trường hợp của các bạn tụ 2 thì lại rơi đa số vào trong trường hợp là các bạn là vợ hoặc là chồng với nhau rồi À, hoặc là các bạn cũng có nghĩa vợ chồng với nhau rồi à, đó các bạn hoặc là các bạn hoặc là các bạn ở trong các trường hợp là có những cái sự yêu thương nhau rất là rõ ràng sự yêu thương nhau rõ ràng và và gọi là um, là đáng đáng lý ra cái giai đoạn trước đó là các bạn à, các bạn thuận lợi hơn thì các bạn đã có cái sự cam kết chính thức với nhau rồi á À, đó vậy mà cái thời điểm trước nó vẫn còn có những cái sự trục trặc nào đó mà các bạn chưa cam kết được với nhau thì sau này thì mình thấy sau này mình thấy là các bạn sẽ cam kết chính thức với nhau và wow, các bạn có rotation sự bảo vệ ướt năng lượng của đất ừ. năng lượng của đất là một năng lượng mà à, ở đây là yêu cầu các bạn là đặt nền tảng vững chắc làm việc gì cũng nghĩ đến cái sự lâu dài và cái sự ổn định. Ừ. ở đây à, sắp các bạn sẽ sắp có được những cái thông tin mà nó tràn đầy cái sự hy vọng nhất các bạn. message up hot. Ừ. À, các bạn sẽ có cảm giác là feel safe, cảm giác được an toàn và không còn lo lắng. Ừ mình thấy là các bạn ý muốn nói là các bạn đang được hỗ trợ và bảo vệ rất là nhiều cho nên đợi trường hợp của các bạn tuổi hai ví dụ như các bạn có muốn làm điều gì đó hoặc là các bạn muốn xây dựng tình yêu hoặc là xây dựng hôn nhân thì các bạn sẽ xây dựng theo cái xu hướng đó là đó là vững chắc vững chắc ổn định lâu dài thì đây là những cái mục tiêu mà bạn nên đặt ra nên hướng đến à, đừng nghĩ đến những cái việc trước mắt ví dụ như các bạn đôi khi hy sinh một chút những việc trước mắt nhưng mà để các bạn có những việc lâu dài thì cái đó nó phù hợp với năng lượng của các bạn Tuần hai à, giống như có thể là các bạn muốn về chung một nhà với nhau rồi nhưng mà hiện tại bây giờ chưa có đủ điều kiện thì đôi khi các bạn cũng hy sinh một chút à, cái việc là nhanh chóng để mà về chung một nhà với nhau để là để là các bạn có những sự vững vàng hơn và vững vàng hơn cho cho gia đình của các bạn sau này hơn thì À, cho nên là các bạn cứ từ từ để xây dựng cái sự vững vàng rồi các bạn về chung một nhà. Mình ừ, xin kết thúc phần trải bài của các bạn tuần 2. Cảm ơn các bạn rất nhiều. xin chào các bạn tụ ba mình để đây nha chúng ta nói về chủ đề là vũ trụ nôn nóng gửi thông điệp gì đến bạn và các bạn có à, con chuồng chuồng tôi luôn luôn tin tưởng vào sự hướng dẫn À, từ vũ trụ và tôi biết là tôi đang được hướng dẫn luôn tin tưởng vào con đường à, mà có sự chỉ dẫn từ vũ trụ ở đây mình thấy nhiều nhiều những cái sự chuyển hóa những sự thay đổi đến với các bạn tụ 3 rất là nhiều à, và mình đang thấy được các năng lượng của các bạn tụ 3 là các bạn các bạn xuôi dòng nhiều hơn, thuận theo tự nhiên nhiều hơn, có nghĩa là các bạn đã biết cách nhiều hơn, có kinh nghiệm nhiều hơn, à, cũng như là các bạn trưởng thành nhiều hơn và các bạn biết cách trầm tĩnh nhiều hơn rồi, không còn ở trong cái dòng năng lượng là các bạn quá nôn nóng, quá nôn nóng để mà thành công, à, các bạn không còn gọi là muốn đốt cháy giai đoạn nữa, mà các bạn đã đạt đến một cái kỹ năng đó là trầm tĩnh và và các bạn thấy là tận hưởng cái cuộc hành trình thì nó rất là thú vị chứ không cần thiết phải là quá nôn nóng để đi đến thành công không cần thiết phải quá nôn nóng khi mà chưa đủ điều kiện khi mà chưa có hội tụ hội tụ đủ điều kiện khi mà cái thời cơ nó chưa đến khi mà cái thời điểm được gọi là chưa thích hợp chưa đến thì không cần thiết phải là quá nôn nóng cho nên đã có những cái sự thay đổi rất nhiều những cái sự chuyển hóa rất nhiều trong cái cách các bạn suy nghĩ rồi và có một điều nữa đó là các bạn đã biết nương theo cái um, cái vòng quay cuộc sống rất là nhiều yeah, cái đèn điện nó đang bắt đầu rồi yếu quá. nên sắp hết pin nữa các bạn um, bạn biết nương theo cái vòng quay cuộc sống rất là nhiều bạn biết đó, mọi chuyện nó luôn là xuân hạ thu đông nó xây vòng chứ không bao giờ là mùa đông kéo dài đó cho nên với lại bạn thấy là có luôn luôn có cái sự dẫn dắt sự hỗ trợ từ vũ trụ rất là nhiều, chỉ là do khi chúng ta quá nôn nóng, quá nóng vội à, khi chúng ta quá, hoặc là chúng ta quá lo lắng, quá sợ hãi, hoặc là do chúng ta bị hỗn loạn khi cái cái sự việc nào đó nó thay đổi hoặc là nó bất ngờ xảy đến. Đó thì à um, thì có nghĩa là bạn mới không nhìn thấy được cái sự hướng dẫn từ vũ trụ mà thôi và sẽ không có cảm thấy được cái sự yêu thương từ vũ trụ dành cho các bạn mà thôi khi mà chúng ta đã rèn luyện được cái kỹ năng được gọi là giữ sự trầm tĩnh rồi thì các bạn sẽ thấy nó rõ ràng thấy rõ ràng vô cùng luôn cái tình yêu thương và sự hướng dẫn từ vũ trụ dành cho chúng ta rất là nhiều Rồi, Ở đây, Thông điệp kết nối với các bạn tụ ba vô cùng luôn chúng ta có rules prayer thông qua cầu nguyện và thiền, à, tôi sáng tạo ra cái kết quả hòa bình trong thế giới. Ừ, ở đây nè, ở đây rõ ràng là bạn đã đến cái cảnh giới của sự trầm tĩnh rất là nhiều, à, gọi là cực kỳ bình an bình yên gọi là cực kỳ um, thanh thản á um. giống như các bạn gọi là bình an trong mọi hoàn cảnh à, bạn vẫn luôn giữ được cái sự lạc quan à, giữ được cái sự gọi là tỉnh táo yên bình um, trước những cái biến động những cái thay đổi và và trong mọi hoàn cảnh trong mọi hoàn cảnh và mình thấy có cái sự có cái sự điều đặn không gián đoạn ở đây là bạn có gửi những cái sự cầu nguyện À, và các bạn thiền, các bạn thiền đó thì nhiều khả năng của các bạn được phát sinh rất là nhiều. À, chính vì thông qua cái con đường của cộng nguyện và thiền á thì mình thấy là bạn bản lĩnh hơn rất là nhiều, trầm tĩnh hơn à, và khả trí tuệ được tăng, trí tuệ được tăng cho nên bạn thấy là cái khả năng sáng tạo của các bạn được tăng, khả năng sáng tạo được tăng cho nên các bạn mới luôn tìm ra được những cái cách mà các bạn giải quyết tốt vấn đề và cái cách mà bạn à, đem ra để giải quyết vấn đề nó luôn là một cái cách mà đem đến cái sự hài hòa, cái sự yên bình rất là nhiều, à, đem đến cái sự bình an cho bạn và cho người và mình thấy được á nhiều cái sự phát triển, những cái sự thay đổi của các bạn rất nhiều thông qua cái con đường của cầu nguyện và thiền á, cho nên là cầu nguyện và thiền là một trong những cái gọi là phương pháp ừ, tuyệt vời đã giúp cho các bạn phát triển rất là nhiều, giúp cho các bạn có nhiều những cái sự chuyển hóa. Ừ. À, wow, các bạn có Oneness is my true nature". Ừ. Wow, bạn thấy được á, cái cái bản chất tự nhiên của bản thân của mình. Ở đây nó đang nói về cái cái triết lý gọi là vô ngã đó các bạn. À, triết lý vô ngã có nghĩa là um, luôn là có cái sự vô thường và vô ngã cái từ này nó nghe nghe nó có vẻ <laughs> nghe nó có vẻ nó mang cái tính um, chuyên môn nhiều quá ha ý muốn nói ý muốn nói là để có được con con người như ta nè tức là mình là tập hợp của nhiều thứ lại thành ra mình đó, ví dụ như trong con người của mình thì nó có đầy đủ tất cả những cái yếu tố đất nước gió lửa như cái hơi thở của chúng ta thì đó chính là à gió gió là khí đó. rồi cơ thể của mình là gì là đất ừ, đất đất nước và lửa ừ. đó các bạn đất nước gió lửa tức là trong con người ta nó có đầy đủ tất cả những yếu tố thì ý muốn nói rồi làm sao kiến thức mình có được Ví dụ kiến thức mình có được là tổng hợp của cái việc mà mình học hỏi từ à, mọi người rất là nhiều à, học hỏi từ sách báo học hỏi từ internet rất là nhiều à, cho nên những gì những gì là của mình đó rồi những cái quan điểm sống của mình những cái suy nghĩ của mình từ đâu thì cũng là phản chiếu từ những gì mà mình đã trải qua phản chiếu từ sự giáo dục của gia đình phản chiếu từ sự giáo dục của trường lớp à, phản chiếu từ cái việc mà chúng ta học hỏi từ bạn bè học hỏi từ thầy cô vân vân đó à, tức là mọi thứ của mình kể cả nó là vật chất à, kể cả đó là là tinh thần là suy nghĩ là quan điểm sống là lăng kính đi chăng nữa thì nó cũng là tập hợp của nhiều nhân duyên nhiều điều kiện chứ không phải là có một cái tôi riêng biệt các thì đây chính là gọi là vô ngã thì các bạn tụ 2 ở à, tụ 3 là các bạn đạt đến cái sự thấu hiểu này à, giống như các bạn thấy à, thời gian luôn là có cái sự thay đổi thì cái đó gọi là vô thường cho nên cái từ vô thường nó không phải là cái từ gì à, mà nó quá phức tạp à, chẳng qua nó là một cái từ chuyên môn thôi à, tức là sự thay đổi về thời gian nó được gọi là vô thường á còn cái vô ngã vô ngã là ta chúng ta là tập hợp của nhiều những cái khác mà không phải là ta thì cái đó gọi là vô ngã thì giống như à, không à, đó thì mình thấy là các bạn tụ ba đạt đến cảnh giới là không đã không biết các bạn đã làm gì mà các bạn đã đạt đến cái cảnh giới thấu hiểu được cái điều này cho nên bạn thấy à, bạn bạn là toàn thể ừ. giống như chúng ta luôn là có một sứ mệnh một cái trách nhiệm không chỉ với bản thân đâu mà còn với cả tập thể à, cả cộng đồng hay còn gọi là cả cả vũ trụ này luôn là có vai trò trách nhiệm của chúng ta nằm ở trong đó và mình nghĩ á, ba cái thông điệp này là vô cùng kết nối tại rõ ràng là năng lượng của các bạn tụ ba là năng lượng của những bạn mà có những cái sự thực tập um, cao vô cùng và cái sự thực tập cao ở đây mình thấy được đó chính là cầu nguyện và thiền á, là cái thấy rõ nhất Wow, các bạn có sky, Rick. các bạn thấy kinh khủng không? các bạn toàn là hướng lên cao không á? Uh, possibility for dư nhìn, uh, đấy, dư nhìn cũng là cũng là một cái sự đoàn kết, cái sự hội tụ, cái sự tập hợp lại á. ở đây á là um, cái thông điệp này mang cái ý nghĩa là các bạn là những người mang cái tư tưởng lớn tư tưởng của hòa nhập hòa nhập vào trong công ty tổ chức tập thể à, tư tưởng của hòa nhập vào trong cộng đồng à, với các bạn tụ ba là những người có trách nhiệm cực kỳ cao à, trách nhiệm của bạn á không chỉ với bản thân đâu đối với các bạn cái gì mình thấy mang tư tưởng của cộng đồng của tập thể là nhiều hơn chứ các bạn không phải là những người theo cái chủ nghĩa cá nhân á mà bạn là cái người thích thích chủ nghĩa là cống hiến thích cống hiến thích phục vụ và đặc biệt những gì mà nó mang cái tính chất gọi là cao mang tính chất có ý nghĩa lớn lao á, là những điều mà các bạn cảm thấy yêu thích và các bạn muốn hướng đến à, mình cảm nhận được là giống như các bạn muốn dành chọn tâm huyết dành chọn cuộc đời của các bạn để các bạn cống à, hiến vào trong tập thể vào trong cộng đồng á. ở đây mình thấy là các bạn tụ ba còn là tập hợp những bạn mà à, có những cái khát vọng khát vọng của các bạn là khát vọng của cái việc chinh phục được những cái kiến thức mà các bạn thấy nó cao siêu những cái kiến thức mà nó mang cái ý nghĩa lớn những cái kiến thức mà khi con người ta được tiếp cận thì người ta có một cái cảm giác chữa lành vô cùng bởi vì những cái kiến thức đó nó khiến cho con người ta là hòa nhập với những điều lớn hơn và khi mình hòa nhập với những điều lớn hơn rồi thì các bạn thấy những cái sự tổn thương nhỏ nhặt nào đó mà mình từng đi qua tự nhiên nó tan biến hết và chính cái điều đó lại càng khiến cho các bạn thích các bạn có horseman hero of Jane. wow báo trước những sự thay đổi tuyệt vời nha bởi vì cái thông điệp này mang tính chất của cái sự vận động à, rất là nhiều mang tính chất vận động di chuyển thay đổi rất là nhiều à, đây là thông điệp ý muốn nói là tiên đoán báo trước cho các bạn biết là nhiều cái sự thay đổi đến với cuộc đời các bạn thực ra thì cái sự thay đổi nó đã thấy luôn ngay từ cái thông điệp này rồi dragonfly là cái con trường chuồng con trường trường là đại diện cho trend, là sự thay đổi. Cho nên là các bạn tụ ba à, là các bạn sẽ không có bị mắc kẹt trong một cái tình huống hoài đâu. Và các bạn không có sống trong một cái sự nhàm chán hoài đâu. À, các bạn sẽ có những cái sự khác đi, những cái sự thay đổi. À, cứ từ từ xem là cái sự thay đổi này như thế nào. À, Nhưng mình thấy một khi mà cái tư tưởng của các bạn lớn rồi, à, thì cái tâm trí các bạn nó, nó đều hướng đến, cái điều phát triển hơn à, thì mình cảm thấy là um, có một cái sự hỗ trợ từ vũ trụ từ thiên thần đến với các bạn mình thấy rõ cái sự hỗ trợ này để mình xem tiếp nha lay of the land ancestral wisdom ừ. tiếp nữa rồi toàn là những cái trí tuệ trí tuệ cổ xưa à, trí tuệ, trí tuệ của những người xuất sắc trước trước đây của chúng ta đó lại thêm là một cái thông điệp mà mang ý nghĩa lớn nữa bởi vì à, các bạn tụ ba lại là những người tiếp tục tìm hiểu những cái gì được gọi là nền văn minh cổ xưa nè à, các bạn tìm hiểu vì sao con người ta ngày xưa có những cái trí tuệ cao như vậy à, và, và, giống như các bạn giống như các bạn là một trong những cái the continue the continuation đó, tức là các bạn giống như là những cái sự tiếp nối bạn nhìn thấy được bản thân của mình đang là cái sự đang là sự tiếp nối của trí tệ tổ tiên trí tệ cổ xưa à, đó các bạn à, giống như bạn đã hiểu được cái gọi là the continuation rồi tức là bạn đã hiểu được những sự tiếp nối rồi mình không phải là một cái cá thể tách biệt riêng biệt mà mình luôn là sự tiếp nối à, tức là nó vẫn có cái gì đó nó tiếp nối vào trong cái năng lượng của chúng ta chúng ta vẫn là những người Ừ, tiếp nối cái cái trí tuệ của những người đi trước chúng ta bạn hiểu được điều này à, và mình thấy được là bạn cảm thấy thú vị khi mà bạn biết được bạn cũng là một trong những sự tiếp nối à, và cái điều này nó sẽ khiến cho các bạn tụ ba nghĩ rằng rồi bạn cũng sẽ tạo ra những sự tiếp nối sau bạn à, đó. thì sự tiếp nối sau bạn có thể là gì à, có thể là những thế hệ nhỏ hơn, À, đó bạn có thể đào tạo lại cho những thế hệ nhỏ hơn à, đây chúng ta có đường mychison rồi tuyệt vời ha các bạn có khanai absor kỹ sĩ kiếm nè và các bạn có năm kiếm ừ, ừ. Ừ, ở đây mình thấy là các bạn tụ tụ ba là những người có đầy đủ mọi cái vũ khí trong tay đất nước gió lửa là các bạn có đầy đủ mọi vũ khí rồi À, có nghĩa là đang nói về, về trí tuệ, về tài năng về bản lĩnh, về sự chủ động um, về khả năng tìm tòi về, về cái gọi là đủ kinh nghiệm này nọ thì dường như là ở nơi các bạn có đầy đủ hết. Um, kiến thức uh, khủng khiếp các bạn có nè, rồi những cái sự trải nghiệm tức là kinh nghiệm các bạn có luôn. Có nghĩa là các bạn là những người cực kỳ là là dấn thân đó, cực kỳ chủ động làm nhiều việc cho nên thành ra các bạn cũng là những người cực kỳ có kinh nghiệm. Rồi bạn giờ đây là có nhiều những cái vũ khí trong tay Vũ khí nào bạn cũng có hết Cho nên bạn gọi là à, không có giới hạn Những sự phát triển của bạn là không có giới hạn à, Còn tinh thần của các bạn đó, Tinh thần của kỵ sĩ kiếm Tinh thần của năm kiếm Thì nó, nó cũng có một chút hơi tiêu cực ở đây Tiêu cực ở chỗ là à, Cái sự quyết đoán của bạn quá cao Tức là bạn mà đã muốn làm việc gì rồi Thì hầu như là bạn quyết tâm làm cho bạn được Nhưng mà đôi khi À, bạn lại bỏ quên đi cái cảm giác cảm xúc của người khác ví dụ như bạn đã muốn làm việc gì đó rồi bạn quyết tâm làm à, rồi có bao nhiêu những cái cảm xúc suy nghĩ ý kiến của người khác đôi khi bạn bạn bỏ quên <laughs> bạn bỏ quên tức là vì bạn bạn tập trung quá vào cái việc là bạn phải thực hiện được cái điều này à, mà bạn quên đi những lời góp ý hoặc là quên đi cảm xúc của người th người thân người thương bạn bè đồng nghiệp gì đó của bạn thì cái đó đôi khi nó ảnh hưởng đến cái tình cảm. Ừ. ừ. Đợi mình tí nha. Hoặc là do các bạn tụ ba là những người mà các bạn đang đang theo đuổi một cái lý tưởng nào đó. À, và cái sự theo đuổi của các bạn Nó đầy cái sự quyết tâm đó. Cho nên giống như bạn phải gọi là Tôi phải làm được bằng mọi giá Kiểu như là bạn hạ quyết tâm như vậy với chính mình Các bạn có sao kiếm? Ừm uhm. Charot hả? Các bạn có The Charot Mình không thấy là người gọi là quá tiêu cực đâu nhé các bạn Mình không nghĩ là các bạn là những người mà quá bỏ quên đi cái cảm xúc của người khác đâu Các bạn không có bỏ quên đi cảm xúc hay những lời góp ý của người thân, người thương, đồng nghiệp, bạn bè đâu Có nghĩa là các bạn có, có sự quyết tâm cao Muốn hy sinh nhiều thứ ở bản thân để có thể đạt được mục đích à bạn lựa chọn những cái hướng phát triển những cái hướng mới à, và bạn là chiến binh bạn luôn là là những người sung phong bạn rất là sung phong rất là chủ động với cuộc sống ừ. một khi đã thấy cái điều gì phát triển là bạn sẽ làm thôi bạn một khi đã đã khẳng định được điều đó là tốt hơn là phát triển hơn thì bạn không có đắn đo đâu không đắn đo không có à, dè dặt, à, không có um, bạn sẽ tìm mọi cách để có thể vượt qua mọi chứng ngại vật á rồi chúng ta có thần điệp wow inspiration qua đời năng lượng của nước của sự truyền cảm hứng rất là nhiều uhm. năng lượng sáng tạo niềm đam mê mới sự truyền cảm hứng tạo điều kiện thuận lợi để làm nó uh, wow sử dụng cơ hội này để mà manifest đạt được điều bạn mong muốn, Wow, duy trì sự chính trực và trí thông minh cảm xúc. Ở đây là một cái thông điệp gửi đến các bạn á, các bạn là những nhà truyền cảm hứng, à, cho nên các bạn là những người mà um, tưởng chừng như bên ngoài lý trí và khô khan, thực chất các bạn là những người mà có trí thông minh cảm xúc, đây nè, emotional intelligence nè trí thông minh cảm xúc rất là cao, à, thấu hiểu tâm lý của người khác vô cùng luôn á, bạn có khả năng đọc vị người khác mặc dù nhìn bên ngoài à, cứ như một người là vô cùng lạnh lùng, lý trí. Và mình thấy là cái khả năng sáng tạo của các bạn rất là cao, à, bạn đang ở trong cái dòng năng lượng cực kỳ là đam mê, có sự đam mê mãnh liệt với những điều mà các bạn đang muốn đạt được, tức là bạn vô cùng đam mê mãnh liệt với cái lý tưởng ước mơ của bạn á và ở đây có một cái sự khuyến khích từ vũ trụ rằng à, hãy tận dụng tốt những cái cơ hội đến với các bạn trong khoảng thời gian này à, bởi vì cái điều đó nó sẽ giúp cho các bạn đạt được những điều mà các bạn mong muốn à, mình xin kết thúc phần trả bài nhé cảm ơn các bạn rất nhiều